dưới giường á, chỗ trồng này nọ kia thì Phương đã chuẩn bị xong hết rồi ha. Thì bây giờ Phương sẽ gieo hạt. Tại Tết nay Phương sẽ trồng là ba loại cải nha cả nhà. Cải xà lách xanh, cải xà lách tím và cải bè xanh ha. Đó thì cải bè xanh này á, ở bên đây người Hoa người ta rất là chuộng vào mùa Tết ha. Cho nên là Phương có trồng thêm cải bè xanh này. Cải bè xanh này là mẹ chồng Phương mua từ hạt từ bên Trung Quốc về cả nhà. Để giống, để tới bây giờ nè, Phương bỏ tủ lạnh á. Để rất là nhiều năm nhưng mà mình gieo nó vẫn lên ha. Đó thì cải này là người Hoa người ta gọi là cải xuân á cả nhà. Đó, người Hoa người ta gọi là cải xuân thì tiếng Hoa người ta gọi là xuân chai nha. Phương quẳng xuân chai này cả nhà. Đó, Phương trồng cái cải này cũng rất là nhiều lần à. Cái cải này thì nó khác cây bà xanh mình là cái cây của nó, cái cọng nó tròn mà nó to, nó cứng hơn cả nhà. Ăn thì nó cũng sẽ có cái vị đắng giống y chang nha, nhưng mà cái cây cải thì nhìn nó khác một tí. Đó, mà cây cải nó to lắm nha cả nhà, nó cao to ha. Rồi bây giờ mình sẽ gieo hạt để chờ ươm cây á, mình sẽ đem xuống giường mình trồng nha. Thì đất cũng đã làm xong rồi ha. Thì mình lấy hạt ra mình rải đều vô như thế này là được. Chút nữa mình khỏa đất, rồi mình phun nước mình tưới ẩm ha. Mình để cái chỗ mà tránh trời mưa không ít á, mình gieo nhiêu đây là được ha. Thì mình rải thưa thưa ra, đừng có dày quá. Dày quá mai mốt cây cải nó không có được to, nó sẽ ốm, sẽ cao. Xong rồi thì Phương để trong cái chỗ này tránh trời mưa ha. Phương tưới nước đẫm nè. Rồi mình đậy đây, mình cho cái hạt mầm nó lên. Khi nào nó lên á, mình đem ra cho hấp thụ nắng ha. Khi nào cây lên lá thạc á, thì mình mới chiết ra cái ly ươm ha. Cho nó lên nhiều rễ, mình mới đem ra bên ngoài mình trồng. Cải hôm nay nó được 11 ngày nè cả nhà. Cải xà lách xanh với lại cải xanh á, thì nó lên đều ha. Còn xà lách tím nó không có lên nè cả nhà. Thì Phương gieo thêm hai loại cải nữa là cải dúng với lại cải ngồng ha. Cái gói hạt Phương được cho nhưng mà gieo hai lần nó không có lên ha. Cải được 17 ngày ha. Hôm nay Phương sẽ tách cây ra ngoài cái ly ươm luôn. Tách ra khi nào cây ra rễ nhiều cứng cát á, thì Phương sẽ đem xuống giường trồng ha. Đây là đất Phương chuẩn bị nè, để Phương gieo cái ly ươm để Phương tách ha. Cho đất vô xong rồi thì mình tưới nước ẩm ha. Rồi bây giờ Phương sẽ bắt đầu tách cây nè. Đó, mình cứ khoét một cái lỗ rồi mình cho cây cải xuống rồi mình ấn chặt gốc là được ha. Mình làm cách này á, chủ yếu mình dưỡng cho cây cải nó có nhiều rễ, nó khỏe. Mình trồng ra cây cải nó không có dễ bị héo ha. Tách xong rồi thì mình để cái chỗ mát tránh nắng ha. Rồi mình tưới ẩm cho cây nè. Ngày mai mình sẽ che nắng cho cây ha. Sau vài ngày cây cải nó khỏe lại thì mình mới không có che nắng nữa, để cho hấp thụ nắng ha. Cải Phương gieo hôm nay đã được đúng 1 tháng cả nhà. Còn Phương ươm á thì được 13 ngày rồi ha. Thì hôm nay Phương sẽ đem cải xuống giường trồng. Thì trước khi mà mình trồng á, mình tưới nước cho nó ẩm ha, để chút nữa mình dễ bứng cải hơn. Hôm nay Phương đem cải xà lách này xuống dưới giường Phương trồng ha. Còn lại những cái cải kia thì Phương để Phương trồng trên đây. Ở dưới giường á nhiều cây, trồng cải nó khó phát triển lắm cả nhà. Bây giờ trời tối luôn à, Phương đem cải xuống rồi thì đất Phương đã làm xong rồi ha. Phương cho vô trong chậu xong hết rồi, bây giờ mình chỉ cần trồng cây cải vô thôi. Hổm ra Phương bận á, với lại trời mưa không làm đất được cả nhà, cho nên là Phương trồng cải nó hơi trễ một tí ha. Cho nên là hôm nay trời tối á, Phương cũng tranh thủ để trồng, để không thôi nó không có kịp á cả nhà. Hôm nay Phương trồng á là đầu tháng 12 ta ha, là còn đúng 1 tháng là tới Tết á cả nhà. Tại vì Phương trồng hơi trễ á, sợ là không kịp Tết. Nếu như mà mình trồng mà nó cây mà nó phát triển nhanh á, thì khoảng hai mấy ngày mình được thu hoạch ha. Còn nếu như mà nó chậm á cả nhà, thì khoảng 1 tháng ha. Trồng xong được một mớ cả nhà, bây giờ Phương đem ra Phương để nè. Thì Phương trồng không kịp ha, ngày mai Phương sẽ trồng tiếp tục. Tại vì bây giờ cũng khuya cả nhà, bây giờ là cũng khoảng 8-9 giờ tối rồi ha. Hôm nay Phương trồng tiếp cho nó xong luôn ha. Thì hôm qua Phương trồng mấy cái chậu to, hôm nay Phương trồng mấy cái chai nhỏ để treo nè cả nhà. Thì cái kệ gỗ của Phương á, Phương để là ở dưới là 2 hàng. Rồi ở trên Phương treo thêm 2 hàng nữa ha. Ở dưới đây trời mưa nước ngập á, với lại ở dưới đất á, nhiều ốc sên lắm cả nhà. Cho nên là Phương trồng cách này ha. Thì cũng có nhiều bạn hỏi Phương á, trồng cải trong cái chai nước ngọt như thế này thì trồng cách sao?
thì mình sẽ cho đát vô ha. Cái chai này mình đã đục lỗ rồi nha cả nhà. Mình cho đát vô, đừng có đầy quá. Rồi mình bứng nguyên cái bầu cây á, mình cho xuống ha. Rồi tiếp tục mình lắp đát vòng vòng là được. Khi mà mình bón phân cũng vậy luôn cả nhà. Bón phân thì mình cũng pha phân với nước rồi mình tưới vô, hay là mình trộn phân với đất á, thì mình bồi vô cũng giống tương tự như vậy ha. Trồng xong rồi thì Phương cũng đem ra Phương treo lên ha. Phương treo ở trên là hai hàng, ở dưới là Phương để hai hàng ha. Đây Phương đã trồng xong nè cả nhà. Thì trồng xong rồi thì mình tưới nước đẫm cho cây ha. Thì mình trồng cách này á, mình trồng nguyên cái bầu cây thì cây nó không có dễ bị héo ha. Cho nên là trời nắng á, mình sợ cây nó yếu thì mình che nắng cho cây, còn không thôi mình không che nắng cũng được ha. Tại vì nó có cái bầu rễ cả nhà, là nó không có bị héo ha. Còn nếu như mà mình nhổ lên mình trồng á, không có cái bầu đất á cả nhà, thì mình phải che nắng cho cây vài ngày ha. Khi nào cây nó khỏe thì mình mới cho ra nắng trực tiếp. Hôm nay cải được 11 ngày rồi ha. Hôm nay Phương sẽ tưới phân. Thì đất nó dẻ mình xới đất lên ha. Trước khi tưới phân thì mình xới đất lên. Cái chỗ này nó không đủ nắng á, cho nên là cải nó ốm ha. Cả nhà xem nè, ở trên đây rất là nhiều cây nó che ánh nắng ha. Trồng rau cải á, chỗ phải thông thoáng, đủ nắng thì cây cải nó mới to mới đẹp ha. Còn mà nhiều cây như thế này á, là cải nó bị ốm á cả nhà. Bởi vậy Phương ít trồng cải dưới đây lắm. Đây là phân cá ha. Phương cho vô trong đây là 30ml nè. Phương pha cái bình này thì khoảng 3 lít nước. Trồng ở dưới đây á, thì cải nó không có đẹp bằng trên sân thượng ha. Trên sân thượng nó thông thoáng, nó đủ nắng cả nhà, cho nên là cây cải nó sẽ đẹp hơn ha. Phương chặt, Phương dọn trống bớt cả nhà, chứ không thôi cây khế á, nó thò cái nhánh ra tới ngoài đây luôn á. Nên mà các bạn muốn trồng cải mà cây đẹp á, thì các bạn trồng cái chỗ có nhiều nắng ha, thông thoáng, đừng có mà bóng râm nó che cả nhà, thì cây cải nó sẽ bị ốm như thế này ha. Rau cải cũng dễ á, mình pha phân cá là phân gà mình tưới như thế này là được ha. Cứ một tuần á mình tưới lần ha. Cải này được 24 ngày rồi ha. Thì hôm nay á là ngày 26 Tết, còn có 4 ngày nữa thôi là 30 rồi. Thì cải Phương trồng chỗ này á, nó bị thiếu nắng á cả nhà, cho nên là cây cải nó không có được to, nó bị ốm nè. Thường mình trồng rau cải thì mình nên chọn cái chỗ thoáng, có ánh sáng, ánh nắng nhiều ha, thì cây cải nó mới to được. Còn chỗ mà có nhiều bóng râm á, là cây cải nó sẽ ốm như thế này ha. Thì ít bữa nữa mình cũng có thể thu hoạch cải mình ăn rồi ha. Đây nè cả nhà xem nè, rất là nhiều cây luôn, cho nên là cải nó bị thiếu nắng ha. Cải mà mình trồng chỗ mà nhiều cây có bóng râm như thế này á, thì cây cải lúc nào nó cũng ốm, nó không có mập được đâu cả nhà. Tại vì Phương trồng cải nó sân thượng á, lúc nào cây cải nó cũng to đẹp cả nhà, tại vì trên sân thượng nó đầy đủ nắng. Còn ở dưới đây á, thì cải nó bị ốm như thế này, cho nên là Phương ít có trồng cải dưới đây lắm ha. Ở dưới đây đa số là trồng cây ăn trái là nhiều. Cải Phương trồng thì cũng được một tháng cả nha. Hôm nay Phương thu hoạch để vô mình ăn với đại bún nha. Và Phương có múc thẳng sẵn thau nước nè, mình cắt cải ra bỏ vô cho cải ra mũ nha. Thì cải này á, nếu mà trời nắng nhiều là nó dễ bị đắng nha cả nhà, cho nên là trời mình nắng mình phải che nắng cho cây nha. Hoặc mình thu hoạch cải thì mình thu hoạch vào buổi sáng hoặc buổi chiều mát nha, mình tưới xong mình thu hoạch thì cải nó sẽ không có bị đắng, chứ không thôi là nó sẽ dễ bị đắng nha cả nhà. Cải salad rất là dễ bị đắng luôn. Xe to Phương cắt nước ha.
đất ở. Thì thiếu nắng cả nhà, cho nên là cây cải nó không có được to như là ở trên sân thượng ha. Trên sân thượng thì trồng cây cải nó sẽ có cái búp á, sẽ to hơn. Ở đây nó chỉ được vậy thôi. Cho nên là các bạn trồng kiếm cái chỗ nào mà đầy đủ nắng mà trồng ha, thì cây cải nó sẽ đẹp hơn. Khi mà mình trồng đúng một tháng là mình thu hoạch cả nhà. Mình để quá ngày nó sẽ bị già ha, nó già nó sẽ dễ bị đắng hơn nữa. Hoặc mình che nắng. Phương thì cái chỗ này Phương không có che nắng cả nha. Cho nên là nó nhanh già. Phương hoạch được nhiêu đai đủ rồi cả nha. Nhà Phương thì có mình Phương là ăn rau nhiều thôi. Thì cách trồng chăm sóc cái cải như thế nào á, Phương đã chia sẻ hết cho cả nhà rồi ha. Có diện tích nhỏ như thế này mình cũng có thể trồng rau được ha, nhưng mà mình trồng mình kiếm cái chỗ nào á, chỗ nào mà có nhiều nắng á, thì mình trồng cải nó càng tốt nha cả nhà. Mình trồng cái cải mà khi mà mình sắp được thu hoạch như thế này thì mình che nắng cho cải nha, tại vì cải á mà nó gặp nắng nhiều á là nó sẽ dễ bị nhanh già, còn có lúc nhỏ thì nó gặp nắng thì nó sẽ nhanh lớn nha. Nói chung là nắng không ưa mưa không chịu cả nhà, nhưng mà phải có nắng mới được ha. Thì video của Phương hôm nay đến đây Phương xin được kết thúc. Phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết cái video của Phương ha. Phương chúc cô chú anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Thì cô chú anh chị và các bạn xem video của Phương thấy có hay có thích thì đừng quên cho Phương xin một like, một chia sẻ. Chị nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để ủng hộ Phương nha, để theo dõi tiếp những video mới của Phương. Bây giờ Phương xin chào cả nhà, hẹn cả nhà trong video tiếp theo nha. Bye bye.